mái trong người. Anh em chúng ta chung một đường lên, chung một đường lên đến nơi nguồn thật. Nguồn thật là đây sức sống vô biên, sống vô biên là sống cùng tạo vật. Anh em chúng ta chung một đường lên, chung một đường lên đến nơi nguồn thật. Nguồn thật là đây sức sống vô biên, sống vô biên là sống cùng tạo vật. Mời các trưởng dạ đến rồi chứ hề dạ, trước khi mình bắt đầu thì mình cũng nhớ tới chị Liên và những người đã không có mặt ngày hôm nay thì dạ anh đến rồi đi chứ rồi dạ anh biết rồi hả không có đứng cơ chưa đã rồi bây giờ anh đến rồi cơ mà anh nói là phải cần nhớ đấy kia là em xin cần nhớ một phút xin cầu nguyện để cho những người bệnh tật như là anh Phúc và các anh lớn tuổi đang bị bệnh để chống được bình phục vui sống hơn. Giờ anh đến rồi, giờ anh đến rồi, mời anh xây, mời chị xây, chúng ta nghĩa này, chúng ta nghĩa này, ta cùng xây. Ta cùng chơi. Xin mời. Bây giờ chắc là mình cứ ai ngồi gần thì lấy ra dạ, lấy mình kiếm với nhau. Trưởng Tuấn chừng nào trưởng về? Chưa biết ạ, thế thì trường mà mai lại phải đến cho anh Hy chút. Thế rồi thì là cũng muốn xem cái chương trình như hôm sau. Chứ mình lái xe với một mình thì nó về hôm nào cũng được. Không có rồi, không sao, thì cái này tại bên này còn nhiều mà. Thì cứ đứng ở đó. Mình đi xuống San Diego đó thì có hẹn với chị Phan Như Ngân đó mà vải ngân là mình về. Bà chắc anh nhờ ông chưa xuống chỉ yếu chỉ nằm chỗ đó mà chị bà chị vẫn đi nhà thờ mà chị bà chị vẫn đi nhà thờ đứa con chị đang đi trong cái đoàn sinh hoạt của tụi em á thì có nghe nói chị vẫn đi nằm chỗ rồi chuyển vẫn nhà vẫn ở Valley đây không nhưng mà đây là con gái rồi chị nhà chị ở các bắc măng ở chỗ Spring Valley không con bật lửa lên quay phim hả dạ ông suy điều em giúp mình lấy ít bánh cuốn để đưa xuống dưới. Có ai hút thuốc mà em cần bật lửa? Chỉ có anh Khanh, mà anh Khanh nhịn rồi thôi chịu à. Từ bỏ. Thôi kệ để em quay cái đèn mà Costa Mesa 20 năm để kỷ niệm. Tuy nhiên là sang năm để thì mà đốt lại thôi. Sang năm là 30 năm. Có phải đốt lên cho người ta biết đốt lên mới là hay được. Làm sao để đốt lên? Rồi, bên nào đây rồi, lấy đĩa này, lấy thêm đĩa. Bèo có đó không? Hết cái lấy nữa. Dạ, lấy đủ là được. Trong lúc mình múc đó, thì bây giờ em tính hỏi trưởng Tuấn cái này, rằng là cái huy hiệu của trưởng Niên Tam Giác đó, thì cái đó mình supply đó nó như thế nào và mình có cần phải trả tiền hay không? Cái xong rồi, nó free mà tôi có đặt rất nhiều. Bất cứ bao nhiêu cần bao nhiêu thì hỏi tôi. Dạ, tại em muốn biết về để trang bị cho Pháp Thanh Hoàng đó. Bây giờ cần bao nhiêu? Ở đây thì nói đúng hơn là gia đình thì thành viên thì cũng cỡ 30-40 nhưng mà có mặt thì luôn luôn cũng 10-10 mười mấy người thôi nhưng mà mình cứ rồi thôi cứ thay nhau đó gặp và gặp gỡ tôi là em sẵn rồi dạ thì trước đây thêm về một số là em đang thực hiện cái số hai cái pháp mà chuyển gửi em là may vô hết rồi để đủ thay đổi hết còn để cho thành viên gia đình cái gì? Okay.
đúng rồi, thì bây giờ đổi lại bây giờ tôi đem đi đó thì tôi là không biết như vậy ai đâu đâu rồi hai bên thằng nó có dạ không sao không mà vâng vâng dạ 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 vâng dạ, dạ, ai gửi ru hôm sau dạ nhưng mà cái này là có đồ hỏi cần không cần chờ em không ngày giỏi không yểm trợ nhiều rồi dạ. Cái này trước làm rồi biết không? Vâng. Làm rồi thế nhưng mà cái anh này làm ấy kéo dài cái này ra. Thành ra anh ấy làm đuốc chiêng soi đường với hướng dẫn người làm xuống dưới. Cái này người ta chú nhỏ tí trên này. Rồi cái này nó ở trên hướng đạo Việt Nam là đuốc chiêng soi đường ở dưới. Anh ấy làm ngược lại. Làm ngược lại. Tôi bỏ cái này đi tôi mới làm cái đó. Mới làm cái này.